Hôm nay ở bên Pháp là ngày Festival Music nha mọi người. Dân đi làm ra xong rồi nô đón dân ở ngoài đây rồi xong rồi bọn mình đi cái Festival Music ở ngoài đây. Tôn chi so nè. Sapa. Có tôn tôn mignon nữa. Rồi đợi mấy người bạn lại rồi đông quá mọi người ơi, vui quá. Hồi nãy không có đông mà nô bảo là giờ đông quá trời luôn mọi người. Cái gì không? Rồi đây mọi người ơi, tiếp theo là hả? Đi dài dài đây là cứ thấy người ta chơi nhạc vậy nè mọi người. Tại Festival Music mà là người ta đổ xô ra ngoài đây là người ta ấy vậy nè. Festival Music thì người ta chơi nhạc á, chơi nhạc chỗ nào cũng chơi hết mọi người, mấy cái nhà hàng rồi có khi người ta bày cái sân khấu ra người ta chơi nhạc vậy đó. Đó, bây giờ ta chơi nhạc cái mọi người nhúng nhảy theo rồi mọi người. Đông quá trời luôn á. Rồi mọi người ơi, ra đi dạo một chút coi nhạc một chút cho vui vậy thôi. Bây giờ thì đi về. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp ở những video tiếp theo nha.